Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay, thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng tăng mạnh, với tỷ lệ tăng là 0,58%, giao dịch ở mức 2.707 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm đứng ở mức 103,62 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là hơn 2%, giao dịch ở mức 68.200 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,108% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng đứng ở mức 71,14 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã thiết lập kỷ lục mới, vượt qua mức 2.700 đô la Mỹ trên một ounce. Mặc dù giá trị của đồng bạc xanh vẫn duy trì ở mức cao, nhưng bất định xung quanh cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng toàn cầu đang là những nhân tố hỗ trợ cho kim loại quý. Năm nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 30%, không ngừng lập kỷ lục mới nhờ triển vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất, môi trường địa chính trị toàn cầu có nhiều bấp bênh và xu hướng mua dòng vàng của các ngân hàng trung ương. Không chỉ có Fed mà nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới đã bước vào chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng, tài sản không mang lãi suất, trong một động thái không nằm ngoài dự báo. Ngân hàng Trung ương châu Âu hay gọi là ECB trong ngày hôm qua 17 tháng 10 đã giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay với mức giảm là 0,25%. Đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất 11 tuần sau quyết định của ECB. Xu hướng tăng giá gần đây của đồng đô la Mỹ gây áp lực giảm liên vàng nhưng dường như không thể cản được đà tăng của giá vàng hiện tại. Ngoài mối lo về Trung Đông, nhà đầu tư còn thấp thỏm khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần. Đây sẽ là một cuộc chạy đua sát nút và căng thẳng, điều đó tạo ra nhiều bất định và giá vàng thường hưởng lợi trong môi trường như vậy. Theo chiến lược gia hàng hóa Natixa của công ty Wood Tree nhận định, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường vàng London diễn ra trong tuần này, các đại biểu tham dự đưa ra dự báo bình quân giá vàng sẽ tăng lên mức 2.941 đô la Mỹ trên một ounce trong vòng 12 tháng tới. Theo dữ liệu từ công cụ Fedwatch của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng có 89,8% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới và có 10,2% khả năng Fed sẽ không hạ lãi suất trong tháng tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm chiều tối nay, mặt hàng vàng miếng SJC hầu như là không có thay đổi về giá, nhưng với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh, có thương hiệu điều chỉnh tăng tới hơn 1 triệu đồng trên một lượng và đã chạm mức 85,6 triệu đồng trên một lượng trong phiên chiều tối ngày hôm nay. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn bố số 9 tại Phú Quý mua vào mức 84,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,6 triệu đồng trên một lượng, tăng thêm 1.050.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Nhẫn ba số 9 tại Mi Hồng mua vào mức 84,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,2 triệu đồng trên một lượng, tăng mạnh thêm 800.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Giá nhẫn 4 số 9 tại P&G tăng 950.000 đồng trên một lượng chiều mua vào, 940.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, lên mức 84,40 triệu đồng trên một lượng mua vào, 85,39 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 84,58 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85,58 triệu đồng trên một lượng, tăng 840.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thịnh Vượng tại Doji đang được mua vào ở mức 84,40 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85,40 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với mặt hàng vàng miếng SJC, hiện tại đang giao dịch ở mức 84 triệu đồng trên một lượng mua vào, 86 triệu đồng trên một lượng bán ra. Mức giá này được áp dụng cho đa số các hệ thống kinh doanh trong nước. Hiện tại có duy nhất hệ thống Phú Quý điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra thì không có thay đổi. Được mua vào mức 84,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 86 triệu đồng trên lượng. Hệ thống Mỹ Hồng thì vẫn cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại 1.200.000 đồng trên lượng. Ở chiều mua vào còn chiều bán ra không có thay đổi. Mua vào mức 85,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 86 triệu đồng trên lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin.
Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại phiên này tiếp tục tăng, tăng nhẹ 30 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều, mua vào mức 25.010 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.400 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 25.260 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.360 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 420 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu 520 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. SJC miền Trung, Huế, Quảng Ngãi mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. STC Nha Trang, Biên Hòa, miền Tây, Bạc Liêu, Cà Mau mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác hiện tại duy trì đà tăng mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8 triệu 385 nghìn, bán ra 8 triệu 495 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 8 triệu 385 nghìn, bán ra 8 triệu 505 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 8 triệu 375 nghìn, bán ra 8 triệu 465 nghìn. Vàng 24K mua vào 8 triệu 181,2 nghìn, bán ra 8 triệu 381,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 6 triệu 114,4 nghìn, bán ra 6 triệu 364,4 nghìn. Vàng 16K mua vào 5 triệu 521,8 nghìn, bán ra 5 triệu 771,8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 700,6 nghìn, bán ra 4 triệu 950,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 295,3 nghìn, bán ra 3 triệu 545,3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.